Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án AirDot trên kênh của mình thì mọi người bớt chút thời gian cho mình nút like, nút đăng ký kênh, đồng hồ mình nhé. Cũng như các bạn có thể theo dõi những dự án AirDot, những nhận đào coi miễn phí mình chia sẻ trên Telegram và kênh Twitter của dự án, kênh Youtube của án như kênh tất cả các kênh của dự án mọi người nhé. À, thưa các bạn, video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người một cái dự án, mọi người có thể săn Retro XTX đến với dự án Testnet Uh, B2 Network mạng Bitcoin uh, BRC20 của nhá. Đấy. Ở đây là testnet, chúng ta sẽ dùng testnet và sau này mạng BRC20 mainnet cũng như là uh, tức là cái token cần um, BRC20 à, uh, token uh, TechNet, mạng, uh, testnet mạng B2 Network mọi nhá. Nó nó token nó mainnet thì uh, có thể là chúng ta sẽ ăn được uh, e đến từ dự án mọi nhá. Đấy. Ok chưa? Đầu tiên thì uh, để tham gia cái dự án này nếu các bạn dùng uh, uh, máy tính rồi thì các các, các bạn cần phải uh, cài đặt cái uh, trình giải nén uh, uh, winrar mọi nhá đấy còn ở trên uh, điện thoại thì anh em uh, iphone thì mình cũng không hiểu lắm nhưng mà trên android thì các bạn sẽ cần tải cho mình cái ứng dụng là uh, Zachiver nhá ở đây thì các bạn có thể lên cửa hàng Safe play này ở đây mình hướng dẫn mọi người luôn lên cửa hàng Safe play các bạn bấm vào góc thanh tìm kiếm và các bạn gói cho mình chữ Zachiver ở đây đấy các bạn download cái ứng dụng này về cho mình tải về ứng dụng cho mình nhé ở đây là cái ứng dụng trình cái, kia cái, cái, cái ứng dụng giải nén các cái tập tin nén mọi người nhé nó giống như là cái tình giải nén của cái ứng dụng uh, uh, WinRAR ở trên uh, uh, PC máy tính đấy đấy ok chưa rồi tiếp theo là các bạn cần phải tải ví MetaMask về cho mình nhé đấy tải ứng dụng ví MetaMask về cho mình cài đặt và ứng dụng tải ví MetaMask về cho mình rồi cái okay chưa tiếp đến là các bạn cũng vào trình duyệt uh, trên uh, share play hoặc trình duyệt uh, trình duyệt uh, ios các bạn bấm vào gõ cho mình thứ nhất là trình duyệt kawaii browser này đấy các bạn có thể dùng trình duyệt này cũng được còn không nữa các bạn dùng trình duyệt uh, mi này đấy đây mi xe mọi nghe mi xe này đấy cái trình duyệt mi browser này nhá đấy <laughs> bởi vì sao mình bảo mọi người dùng hai trình duyệt này hai trình duyệt này nó có cái tiện ích mở rộng mới nhá đấy còn có nhiều nhiều cái trình duyệt mà có tiện ích mở rộng nữa nhưng mà mình dùng hai trình duyệt này cũng được đấy ok các bạn tải về cho mình đấy cũng tải về cài đặt cho mình nhá rồi sau sau khi các bạn đã tải tất cả các ứng dụng liên quan rồi thì bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ trên mình này đầu tiên các bạn sẽ vào cái link ở trong phần mô tả hoặc là mình dẫn link trực tiếp vào telegram mọi người nhá đấy thì các bạn vào nhóm telegram để các bạn lấy link nhá các bạn tải cho mình tiện ích này trước này, bấm lên này. Bấm link đầu tiên này. Là tải Tenix tải Tenix B2 Network này. Các các bạn cần phải download uh, bản uh, profile uh, proxy uh, B2 của nhá. Đấy, các bạn vào này, các bạn sẽ bấm chữ tải uh, proxy B2 cho mình nhé, đây. Máy tính này, Đấy. hoặc điện thoại các bạn cứ bấm tải thôi, bấm tải về cho mình. Đấy tải xuống cho mình nhé sau khi tải xuống rồi thì các bạn sẽ bấm vào phần ba gạch ở bên này bên này có cái phần là à, tệp tin đã tải xuống ở đây này mình mở lên này tệp tin đã tải xuống này bấm vào đây đấy các bạn bấm vào chữ tệp đã tải xuống này và các bạn sẽ thấy cái tệp của các bạn tải xuống đây và các bạn bấm vào nhá bấm vào để giải nén nhá đấy ok chưa đấy là bước giải nén đầu tiên giải nén cái tệp tin này rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ mở à, copy cái link này cho mình này copy cái link này nhá Sau đấy mở trình duyệt cho mình. ở đây mình sẽ dùng trình duyệt uh, uh, Mischer nhé. đấy. vào đây các bạn sẽ mở cái ví MetaMask lên. các bạn mở ví MetaMask MetaMask lên nhé. sau đấy các bạn chuyển sang mạng uh, một cái mạng testnet bất kỳ nhé. để sau này nó nó có một cái bước ký ấy, ký trên điện thoại ấy, ký trên ví ấy. nên chúng ta sẽ dùng mạng testnet nhé. đấy. sau đấy các bạn sẽ bấm vào phần uh, tiện ích mở rộng nhá đây này. bấm vào phần uh, đây bấm vào phần ba gạch này tìm cho mình chữ tiêm x mở rộng nhá đây tiện x mở rộng này rồi vào đây mọi người để ý, ở đây mình đã mình đã thêm rồi nhá ở đây mình xóa này nhá mình xóa thì mình thêm này mình xóa này nhá đấy rồi Bây giờ các bạn tìm cho mình cái trên điện thoại là như thế này nhá. Nếu như có ba, các bạn nhìn thấy là chữ uh, form zip này, à đấy, có chữ zip ở đây nhá. Đấy có chữ zip ấy, tìm cho mình cái cụm từ có chữ zip ấy. Đấy, form zip này hoặc là bên này ba gạch bên này tìm cho mình chữ zip này. Đồng thời mọi người sẽ bấm vào chế độ dành cho nhà phát triển luôn nhá. Đấy, bật lên, đấy. Bấm vào đây này, tìm này. Rồi, ở đây các bạn sẽ tìm kiếm tệp này. Đấy, bấm vào chữ tệp này. Ok sau đấy các bạn ở đây thì không có đúng không ạ hoặc là có logo đây logo không nói các bạn không có đúng không chúng ta có cái phần là duyệt qua tệp trong các ứng dụng này đấy thì các bạn mà kéo sang này đấy, tìm cho mình các bạn tức là tìm cái ứng ở kia tệp lúc nãy chúng ta tải về nó nằm ở đâu ấy đấy ở đây thì mình lưu trong phần file file nhá đấy trong file này đấy bấm vào rồi nếu các bạn giờ lưu ở trong bộ nhớ trong của điện thoại thì các bạn bấm vào còn nếu trong như thẻ nhớ thì bấm bấm vào thẻ nhớ nhá ở đây mình lưu trong thẻ nhớ rồi, nó nằm ở đâu? Nó nằm ở phần download nhé mọi người nhá. Đấy. Vào đây rồi thì các bạn thấy đấy cho mình là có cái tệp của các bạn lúc nãy vừa tải về đây nhá. Đấy, nó nó giải nén ở đây, đây. Ở đây nhá, tệp nó giải nén rồi. Đấy, bấm vào. Ok. Bấm hoàn tất. Ok, như vậy đã xong rồi nhá. Đấy. Vào đây mọi người để cho mình. Đấy. Đã xong rồi nhá. Vào đây có cái phần chi tiết này các bạn bấm vào đây. Đấy, nó có thông tin cái chi tiết phiên bản nhá. Đấy, ok chưa? Rồi, bấm trở lại nếu như các bạn không dùng cái ứng dụng này các bạn tắt đi nhá để nó không thu thập thông tin nhé đây các bạn có thể bật tắt ở đây này đấy rồi Đấy là cái bước là chúng ta thêm cái à, ví cũng cũng như là à, cái file à, ví wallet pro proxy của trên à, bitcoin rồi nhá đấy rồi các bạn bấm vào phần à, tình, à, cái tiện ích mở rộng của các bạn ấy, cái nút tiện ích mở rộng nó giống cũng giống ở trên trên à, à, trên máy tính mọi người nhé đấy bấm vào và các bạn sẽ thấy địa chỉ ví của bạn vào đây đấy rồi ở đây thì chúng ta chưa kết nối đúng không ạ bây giờ chúng ta sẽ kết nối này bây giờ các bạn copy quay trở lại telegram này đấy copy là cái link này cho mình đấy cái link này kết nối ví ví tiện ích này vừa tải với web này đấy các bạn copy cho mình đây copy vào đây đây nhá link nhá đây nhá đấy các bạn sẽ tiến hành kết nối ví này đấy cứ bấm kết nối ví nhá bạn chọn đây này, B Wallet này, Proxy này, đấy, ok, bấm vào B Wallet Proxy thì nó sẽ hiển thị sang uh, OKX Wallet Metamask hay là Ok ở đây nhá, thì các bạn chọn cho mình Metamask nhá, đấy, và cái bước này các bạn kết nối ví với Metamask thì nó có bước xác nhận nhá, xác nhận ví này, ký này, đấy, ở đây thì mình đã kết nối sẵn rồi, đây các bạn bấm vào này rồi thì có cái mục đây đấy đây mình mở khóa đó Vậy là mình đã kết nối mọi người nhá và khi kết nối các bạn có một cái à, link code link code nhá mọi người nhá nhìn nh nhớ là nó có một cái code co xe đấy có co để các bạn à, um, kết nối đấy thì các bạn sẽ dùng cái code ở dưới phần mô tả của mình luôn này đây cốt này mọi người nhá đấy lưu ý là các bạn phải điền cái cốt vào nhá nếu các bạn không điền cốt thì các bạn sẽ nhận không nhận được, à, không tham gia được dự án mọi người nhá đấy ok sau khi hoàn thành rồi thì chúng ta sẽ ta để chỉ ví của các bạn hiển thị ở đây đấy bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này các bạn ở lúc đầu là các bạn nó sẽ nằm ở giao diện như thế này đấy, giao diện như thế này nhá đấy bây giờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ các bạn bấm vào chữ pon ở đây có chữ pon đây nhá đây có chữ đây đấy rồi bây giờ chúng ta đi đi hoàn thành nhiệm vụ này <laughs> nhiệm đầu tiên là các bạn sẽ cần phải join vào kênh discord nhá đấy các bạn bấm vào chữ tham gia kênh Discord ở đây nhá nó có chữ giống start này start ở đây các bạn bấm vào start sau đấy các bạn do vào kênh Discord đồng thời các bạn verify kênh Discord của các bạn nhé đấy <laughs> xác nhận và verify kênh Discord của các bạn tiếp theo là các bạn sẽ đăng nhập vào kênh Telegram kênh Telegram ở đây là nó bắt mọi người một xác nhận một cái uh, gọi là nếu các bạn chưa đăng nhập Telegram đấy nó cần phải xác nhận cái địa chỉ Telegram của các bạn nhé các bạn bấm vào start cũng như là đấy start xong <laughs> tiếp theo là follow kênh Facebook Facebook ta à quên sau sorry, sorry mọi người, là kênh Twitter thì các bạn cần phải à, đăng nhập Twitter, à, ủy quyền ứng dụng và xác nhận à, đã đăng đăng nhập à, follow Twitter một nhá. Đấy, sau khi hoàn thành các bước rồi các bạn có cái à, nút vòng xoay có cái nút vòng xoay ở sau này thì các bạn bấm xoay hoặc là các bạn loát lại thì lập tức các bạn sẽ nhận thấy là cái các bạn nhận cái điểm poi đây mọi người nhá. Đấy cái điểm poi đây, nó hiện toàn vàng như là đây là, là xong rồi nhá. Đấy. Còn ở dưới này thì là hoàn thành test net Uh, <laughs> để bo uh, BTC Prom testnet thì cái này uh, nó hiện tại là đang commission uh, và start nó chưa chưa bấm được mọi người nhá đấy nó, hiện tại thì đã có vòi để cờ lam token testnet rồi thì mình sẽ để cái cái link để cờ lam testnet dưới phần mô tả cái phần đấy thì uh, tới đây update mình sẽ hướng dẫn mọi người sau mọi người nhá đấy còn bây giờ thì hiện tại vẫn chưa làm được dưới này này đấy mọi người nhá đấy, lưu ý mọi người còn dưới này thì mọi người sẽ có một cái link để chia sẻ bạn bè người thân thôi đấy vào đây hiện tại thì cái dự án này khá mới nhá hiện tại thì mình đang doanh này mọi người đây này đấy khá là kèo này khá mới nhá. mới 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 tinh luôn ấy. đấy đấy à, thì <laughs> hy vọng là tương lai cái dự án này nó phát triển và à, mạng BRC mạng Bitcoin ấy, thì là mình nghĩ là cái mạng là tiềm năng nên chúng ta không nên bỏ qua cái dự án này đây là một kèo test nét mọi người nhá đấy tham gia test nét sau này dự án Eros thì có thể chúng ta sẽ nhận được poi hoặc ảnh hoặc là nhận Eros từ đến dự án mọi người nhá phân phối nhá đấy lưu ý mọi người là những những cái link các bạn muốn tham gia được cái kèo này thì các bạn cần phải theo dõi ký video mình nhé đấy ở đây thì mình đang hướng dẫn trên điện thoại còn uh, trên máy tính thì mình hiện tại mình không không sử dụng máy tính mình không hướng dẫn cho mọi người được nhá à, trên máy tính thì nó dễ hơn thôi đấy trên điện thoại thì chúng ta dành, dùng trình duyệt giải nén này nọ nó, nó hơi phức tạp tí đấy mọi người nhá đấy ok một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem video hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo xin chào là mọi người